Welcome to Andy Quiz Show. 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 Andrew Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến trong chương trình Andrew Chris Talk Show và Tài năng trẻ ngày hôm nay. Rất là vui, hân hạnh được tiếp chuyện và chào đón một nữ ca sĩ rất là duyên dáng đến từ thành phố Santa Maria, California. Hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị nữ ca sĩ Mỹ Phượng. Chào Mỹ Phượng. Mỹ Phượng xin trân trọng kính chào quý vị của đài VBS. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui và nhiều sức khỏe. Em mến chào anh Andy Chris. Vâng, em cũng chúc anh có một ngày làm việc thật là vui. Vâng, xin cảm ơn em. Rất là vui được chào đón em đến từ một cái vùng biển phải nói là rất là thơ mộng và đẹp, Santa Maria, đúng không? Anh nghe nói rất là nhiều và anh cũng có dịp đi ngang trên cái highway nhưng mà anh chưa có được đi vào thăm ở trong gọi là cái thành phố mà phải nói là rất là thơ mộng lãng mạn mà tất cả mọi người nhất là những người Mỹ mà người ta đã có những cái chương trình mà người ta retire đó, người ta về cái vùng biển nó rất là đẹp, đúng không? Thì em đến từ một cái thành phố rất là đẹp như vậy thì em có thể chia sẻ là những cái sinh hoạt cũng như là nơi đó có Việt Nam mình sống cư ngụ ở đó đông không em? Thành phố Santa Maria rất là đẹp. Nhưng mà đa số người ta chỉ retire, vâng, chứ không có đi làm cái gì hết. Như vậy là rất là vui. Người Việt Nam của mình ở đó chỉ là đi làm cho hãng xưởng nhiều hơn là đi làm bất cứ những cái ngành nghề khác. Em đến từ một cái thành phố mà anh vừa nghe nói là nó thơ mộng và những người ta retire đó, tức là những người người ta đã về hưu rồi phải không? Em còn trẻ thì em sống ở đó là em sướng nhất rồi, là tại vì sao em cũng có cái cảm giác giống như những người mà người ta đã retire, đúng không? Dạ đúng, nhưng mà cái công việc của em là trên đó, thành ra muốn dọn về đây lắm để cho gần cộng đồng của mình. Tại sao em lại muốn dọn về cái quận Cam này để có cộng đồng? Mục đích chính của em là gì? Để em sinh hoạt văn nghệ, em đi hát. Cái sở thích của em là văn nghệ, tham gia với cộng đồng. Thành ra em muốn ở dưới đây để có cơ hội hơn. Nhưng mà không có được. Anh biết rằng em phát xuất từ một cái gia đình phải nói là nghệ sĩ. Mẹ của em là một nghệ sĩ tài danh, Kiều Mỹ Loan. Và ba của em cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc rất là tài danh, đó là nhạc sĩ anh Minh Phụng, đúng không? Em phát xuất từ trong một cái family mà về một cái gia đình về nghệ thuật như vậy thì tại sao em đúng ra là em phải sinh hoạt văn nghệ rất là sớm khi mà em còn bé, mà tại sao em để cho tới ngày hôm nay em mới bắt đầu em ra những cái CD cũng như là em mới trình làng là những cái show mà của em đi hát, tại sao vậy? Thực ra hồi còn bé, ba cũng hay thường viết những cái kịch bản nhỏ nhỏ. Thì cho em lên đài TV. Có lúc đó em mới có mấy tuổi thôi. Thì mỗi tuần, mỗi thứ sáu hay thứ bảy, nó có cái show giống như là ở trong nhà ngoài phố. Em không có nhớ rõ là cái show đó là tên gì. Nhưng mà em có lên hát, đóng kịch hay là bất cứ làm con của những cái anh chị lớn gì đó. Thì em có tham gia rất là nhiều. Những cái show đó thì nó được bao lâu? Cái thời gian mà em tham gia trong những cái show mà của truyền hình như vậy đó thì được bao lâu? Cũng được vài năm đó. Rất là tốt. Sau đó thì không còn cái show đó nữa thì em vẫn đi tham gia văn nghệ rất là nhiều. Giống như mấy cái phường khóm hả? Ở Việt Nam gọi là cái gì em cũng không nhớ. Đúng rồi, phường. Thì phường khóm tối nào cũng đi hát. Mỗi lần cuộc họp nào thì bà ngoại vẫn còn nhỏ lắm, bà ngoại vẫn lên hát. Thì đa số là em hát vọng cổ nhiều hơn tân nhạc. Tại vì ba mẹ em là hát vọng cổ. Thì mỗi ngày có một cái lớp học trò đến học rất là nhiều. Thì em học lớn của học trò. Thì em lên em hát. Thì đó là giống như cái nhịp bước em bước vào nghệ thuật. Khi nào thì bắt đầu em đi vào cái ngành mà ca hát này professional, chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp thì em mới bắt đầu đây thôi. Nhưng mà hát cho cái hội đoàn hay cộng đồng nữa đó thì em cũng đi hát giúp vui thôi. Khi nãy em nói một cái câu anh nghe anh rất là buồn cười. Anh xin lỗi là nói cái câu buồn cười là tại vì nó như thế này. Nó có cái lý do. Khi em nói mà em ngồi em nghe em học lớn. Tại em
không lẽ là ba mẹ em không có khuyến khích em đi vào cái nghệ thuật hay sao? Mà em phải ngồi em học lớn là tại sao? Thật ra cái con đường mà ca hát nó rất là chông gai, anh biết mà. Thì ba mẹ đi hát rất là khổ sở, thì không có muốn con phải tiếp tục con đường đó. Thì chỉ muốn cho đi học thôi. Đi học thì nó đỡ cực khổ hơn. Nhưng mà cái máu của mình, cái máu văn nghệ của mình, thành ra mình không cần học, chỉ cần nghe ba má hát thôi là tự nhiên nó đi vô là trong tự động mình, dạ, nhập tâm mình hát. Dạ. Rất là hay. Dạ. Quả thật em có một cái khiếu cũng giống như là ba mẹ của em. Dạ. Là yêu âm nhạc, yêu văn nghệ thì tự động là mình phải tìm hiểu nó, mình tự nghĩa là học hỏi. Dạ. Và mình phát triển. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đã đi làm, em có một cái phải nói là một cái công việc làm nó vững chắc, đúng không? Thì bây giờ em đi vào cái con đường nghệ thuật thì ba mẹ em nghĩ sao? Ba mẹ em có ủng hộ cho em hay không? Ba má rất là ủng hộ cho em. Nói chung thật sự mà em không có bao giờ mình sẽ là một ca sĩ thật sự. Nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ là con đi đi, con thử đi, biết đâu là một ngày nào đó con sẽ thành con công. Con sẽ thành danh. Dạ. Dạ. Đây là cái CD của em thực hiện đây có phải là cái CD đầu tay của em đúng không? Dạ thưa đúng. Ok. Dạ. Còn cái CD này là anh thấy là mong chờ. Tại sao em lại lấy một cái chủ đề nó nghe nó hơi thất vọng, mong chờ. Anh nghĩ là nhiều người mong chờ tiếng hát của em hay là em mong chờ người khác? Em cho anh biết. Cái đó là cũng là ý kiến của má em. Ồ vậy à. Dạ. Chứ thật ra mới bước vô nghề thì anh biết đó. Cái gì cũng phải sự giúp đỡ của ba mẹ, dẫn dắt từ bước đi. Thành ra cái đó là cái đề tài mà mẹ em giúp cho em. Vâng, ở trong này em thấy nó có nhiều bài nhạc, không phải nói là nhạc xưa. Em còn trẻ mà em hát những bản nhạc như Mong Chờ, rồi Tấm Ảnh Không Hồn, Chờ Anh Bên Đồi, vân vân. Nó rất là lãng mạn, nó rất là hay. Bây giờ đó, khi mà em phát hành cái CD nào đó, em đi hát ở trong cộng đồng, thì là anh biết là em hát ở chùa, nhà thờ và những cái cộng đoàn đúng không? Dạ. Thì cái sự ủng hộ của khán thính giả như thế nào khi người ta xem và người ta nghe cái CD album hay là tiếng hát của em, hoặc là cái sự ủng hộ của người ta có nhiều hay không? Lần đầu tiên em nhớ hoài không có quên. Đã. Em đứng lên sân khấu hát mà em rung, cái tay em ra bộ không có biết là em ra bộ cái gì nữa đó. Nhưng mà khi mà em hát xong á, mọi người rất là thích, ái mộ. Thì cái chú mà đứng đầu ở chỗ đó gọi là gì anh ha, chú nói là chú ủng hộ cho 10 cái. Vâng. Đầu tiên, rồi chú nói là ok, Mỹ Phương mới vừa phát hành CD đầu tay thì ai cũng ủng hộ hết. Yeah. Thì em mừng cứ như là cái tim nó đập, nó rớt ra ngoài luôn. Coi yeah. như là em đưa cái CD cho người ta mà em còn rung hơn là khi em đứng trên sân khấu yeah. nữa. Vâng, chắc chắn đó là một cái kinh nghiệm mà phải nói là của tất cả các nghệ sĩ mà trẻ, khi mà bước lên sân khấu nó có những phải nói là những cái khó khăn là khi mà mình đối diện với lại khán thính giả. Mà đó là một cái sự thành công của em, là tại vì em rung nhưng mà em đã trưởng đạt được cái bài nhạc, cũng như yeah. là em hát rất là thành công mà bao nhiêu người ta ái mộ. Và điển hình đó là cái chú nào hay là cái bác nào đã ủng hộ em 10 cái CD. Yeah. Cho nói thêm là khi mà người ta mua cái CD như vậy, em phải ký cái tên em trong đó đúng không? Thì có cái người nào khi mà sau khi khán thính giả về nghe và gọi điện thoại cho em nói ồ come on, gọi là cái người ta thích cái bài này, người ta thích cái bài kia, vân vân. Dạ thưa có chứ. Mấy người gọi lại hỏi chứ còn CD nào nữa không cho wow. cho anh mua với, còn cái nào nữa không, có một cái thôi hả? Vâng. Cái lúc đó má Phương trả lời thì má Phương nói ôi dạ thưa có một cái thôi. Thì ông buồn lắm, nói chứ ôi có một cái à, thôi thôi lần sau đi ha. Ừ, chắc chắn là người ta sẽ chờ đợi gọi là cái CD album thứ hai của dạ, em. Dạ đúng rồi, đúng dạ đúng rồi. Và anh cũng biết là trong cái CD đó là em hát những cái loại nhạc trữ tình và đặc biệt nhất là cái dòng nhạc của quê hương. Dạ. Đúng không? Thì anh em mình sẽ trở lại nói nhiều về cái dòng nhạc quê hương. Tại vì anh biết là khi mà xa xứ thì những bạn trẻ cũng như là quý khán thính giả ở khắp mọi nơi yêu chuộng những cái dòng nhạc quê hương, là tại vì dạ, nhớ đem lại những cái kỷ niệm của thời xa xưa, thời mà mình còn ở sống tại quê nhà đúng không? Dạ. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trò chuyện nhiều với lại nữ ca sĩ trẻ duyên dáng Mỹ Phương. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Welcome to Andy Quiz Show.